Ok, bây giờ mình sẽ click vào chữ đổi quà để mình xem là bao lâu thì số tiền 20.000 này thì sẽ cộng vào ví Momo của mình nha mọi người nhá. Sau khi nhấn đổi quà thì nó sẽ báo là nạp tiền thành công nha mọi người nhá. Thì bây giờ mình sẽ sang ví Momo. Thì ok thì là cộng rồi nha mọi người nhá. Thì là mình rút thì không lấy là 5 phút, không lấy là 1 phút luôn anh em ạ. Ok, hello, xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh YouTube Kiếm Tiền Đi Học. Ok, thì vào 15 giờ trước mình có đăng một video là mình hướng dẫn anh em cách làm nhiệm vụ để anh em kiếm thẻ cào hoàn toàn là free. Thì video nó đạt được là 150 lượt xem nha mọi người nhé. Nên là cuối video này thì mình sẽ là ly trao giải cho có ba bạn nhỉ, mình sẽ là quay random nhỉ, quay random và sẽ trao giải cho ba bạn. Nhưng mà trước khi vào nội dung chính của video này thì mình sẽ là ly chọn ra một bạn là comment đầu tiên ở video trước của mình nhỉ. Thì video trước của mình thì chỉ có là bao nhiêu bình luận nhỉ, 9 bình luận thôi anh em ạ. Ok, bây giờ mình sẽ click vào chữ mới nhất và mình sẽ kéo xuống. Ok, thì bạn nhận được giải là bạn này nhá. Bạn này là thấy được video của mình thì là IP qua Telegram cho mình để nhận giải nhá. Bạn là vui là chính, thắng là 10 nhá, bạn này nhá. Ok, thì bạn phải vào nhóm Telegram và chụp hình lá like đăng ký kênh và lá tham gia hai nhóm là Telegram và nhóm Zalo thì mình mới trao giải nhá. Còn một số anh em nào mà chưa tham gia nhóm Zalo và nhóm Telegram thì anh em sẽ click vào đường link mình sẽ ở mô tả của video, và khi đó thì mình sẽ là chia sẻ các app kiếm tiền lên nhóm nha anh em nhá. Thì khi đó anh em sẽ nhận được các app kiếm tiền đầu tiên và mới nhất, thì anh em sẽ là có tỷ lệ anh em sẽ là nhận được các kèo ngon hơn là các bạn xem trên YouTube nhá. Thì ok, thì còn bây giờ thì vào nội dung chính của video ngày hôm nay thôi anh em ơi. Đây là con làm khảo sát IPSOS eSay thì số điểm hiện tại mình đang có là 665 điểm, tương đương với nó là hơn 45.000 anh em ạ. Tại vì là 300 điểm thì nó sẽ đổi được là 20k nha anh em nhỉ. Thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn là anh em để anh em kiếm điểm là cho hợp lý nha anh em nhỉ. Thì tại vì là một số anh em không làm các đúng bước ở video trước mình hướng dẫn thì nên là anh em không nhận được các khảo sát. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em nè. Thì để được khảo sát thì chúng ta sẽ quay trang chủ cho mình nha mọi người nhỉ. Chúng ta sẽ quay sang là ô trang chủ trước nha mọi người nhỉ. Ok, thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước cho anh em nè. Thì anh em sẽ là click vào ô ba gạch cho mình nha mọi người nhỉ. Anh em sẽ click vào ba gạch nhỉ. Ok, thì nó sẽ hiện ra như này đúng không anh em? Ok, thì anh em sẽ tìm đến là ô có là hình mũi à hình có cái bút này nha anh em nhỉ. Anh em sẽ click vào là ô có cái bút này cho mình nha mọi người nhỉ. Anh em sẽ click vào nhỉ. Ok, thì anh em sẽ là lể nó lên 100% như này là ok nha anh em nhỉ. Thì anh em sẽ làm từng các khảo sát như anh em nhỉ. Cái này là các khảo sát thì nó sẽ có là mỗi khảo sát thì nó sẽ dài đến là 2 đến 3 câu hỏi thôi anh em ạ. Tại vì đây là khảo sát thông tin cá nhân của anh em thôi chứ là không phải là khảo sát để anh em kiếm tiền nha mọi người nhỉ. Thì anh em sẽ là có nhiều thắc mắc là chơi miễn phí chỉ làm khảo sát không đi mời bạn bè thì có rủ rủ min rút không, thì mình chắc chắn với anh em là sẽ rủ min rút nha mọi người nhỉ. Thì tại vì mình đã làm rất là nhiều khảo sát trên con app này rồi anh em ạ. Ok, bây giờ mình sẽ cho anh em xem lịch sử mình đã làm khảo sát nha. Ok, thì anh em có thể thấy là đây là mình đã rút tiền nha anh em nhỉ. Mình đã rút là một lệnh là 20.000 đồng, mình đã rút về ví Momo thì hoàn toàn là về rồi nha mọi người nhỉ. Thì 200 à mình sẽ bôi lên đi các nhiệm vụ mình đã làm khảo sát nha anh em nhỉ. Thì đây anh em ạ, 270 điểm này là nhiệm vụ mình làm khảo sát nha anh em nhỉ. Mình chắc chắn với anh em là mình làm khảo sát, mình không là hề là lê lùa anh em gì cả. Ở đây 200 điểm này thì mình đã đi mời bạn bè nha anh em nhỉ. Còn là lay anh em ạ, à một xanh chứ, lay anh em ạ, lay là 180 điểm này là mình đã làm khảo sát cho anh em nhỉ. Cái gì mà có chữ là server này là mình đã làm khảo sát nha mọi người nhỉ, khảo sát nhỉ. Thì lúc trước thì nó chỉ có là 5 điểm anh em ạ, nhưng mà hiện tại thì nó là tăng lên rồi nha mọi người nhỉ. Thì đây mình đã làm khảo sát này,
anh em có thể thấy là mình đã làm 3 lần, 3 lần là 5 điểm, tức là 15 điểm. Và anh em sẽ là 15 cộng với làm 100, 100, 180, tức là sẽ được là 195 điểm nha anh em nhỉ. 195 cộng với 270 nha anh em nhỉ, 270 nhỉ. Thì anh em sẽ tính phép tính này cùng mình nhỉ. Thì ok, thì 5 cộng 0 sẽ là bằng 5 đúng không anh em? Thì đây là anh em sẽ 9 cộng với 7, tức là anh em sẽ được là 16. Ok, thì còn đây thì anh em sẽ cộng 2 cộng 1, tức là anh em là được là 465 điểm anh em ạ. Hơn min rút rồi đấy anh em ạ, hơn 20.000 rồi đấy anh em ạ. Là số điểm cái này là tận là 270 điểm anh em ạ. Mình không ngờ đến luôn, đây là mình đã làm, chắc chắn mình đã làm thành công rồi nha mọi người nhỉ. Ok, bây giờ mình sẽ cho anh em xem lúc mà mình đã làm được và mình đã chụp lại anh em nhỉ. Ok, anh em có thể thấy là chúc mừng bạn là hoàn thành khảo sát và số điểm thưởng là 270 point. Hoàn toàn là mình không lừa dối anh em gì cả anh em ạ. Anh em nào mà tham gia thì đường link mình cũng sẽ để ở phần mô tả của video. Còn nếu anh em nào mà chưa xem được ký thì anh em sẽ là xem lại video nha anh em nhỉ. Thì lưu ý là mình khuyên anh em là phải làm các thông tin cá nhân nên là 100% thì chúng ta mới nhận được nhiều khảo sát anh em ạ, mình chắc chắn như vậy. Và anh em sẽ tải app cho mình để khi chúng ta làm khảo sát thì nó sẽ ổn hơn nha anh em nhỉ. Tại vì khi chúng ta làm khảo sát trên web ấy thì có lúc thì nó mạng lag thì nó sẽ tự là thoát web, như vậy là rất là buồn cho những anh em nào mà ở là chỗ khu mạng kém ấy anh em ạ. Còn làm về app thì nó sẽ không tự băng văng khỏi app nha anh em nhỉ. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ là hướng dẫn anh em cách rút tiền trên con app này nha mọi người nhỉ. Ok, thì để rút tiền thì anh em sẽ click vào ba gạch và anh em sẽ chọn vào chỗ lồi thưởng, hoặc là anh em sẽ click vào chữ là lồi điểm cho mình nha mọi người nhỉ. Ok, thì nó sẽ có là ba hình thức để chúng ta rút nha. Thứ nhất sẽ là quyên góp, tức là chúng ta sẽ rút về voucher. Thứ hai là nạp thẻ cào điện thoại. Ô thứ ba sẽ là rút về ví Momo nha mọi người nhỉ. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ là review cho anh em xem nào. Thì like anh em ạ, về rút về voucher thì chỉ cần là tốn là 140 điểm anh em ạ. Quá là ít luôn anh em ạ. 140 điểm này thì theo mình nghĩ thì sẽ là 10.000 lồng đấy anh em ạ. À lấy 10.000 lồng lồng thật anh em ạ. Đây nó cũng báo là 10.000 lồng anh em ạ. Ok, thì bây giờ mình sẽ sang là ô là thẻ cào điện thoại nha anh em nhỉ. Ok, thì về chỗ là rút về thẻ cào điện thoại thì anh em có thể thấy là min rút tối thiểu là sẽ là 300 điểm nha anh em nhỉ. Tức là anh em sẽ làm hai khảo sát là chúng ta đã đủ min rút rồi nha mọi người nhỉ. Tại vì mình làm hai khảo sát kia là một khảo sát là 180 điểm, còn một khảo sát là 280 điểm anh em ạ. Quá là ngon luôn anh em ạ. Mình là hoàn thành là chắc chắn 100% rồi nha mọi người nhỉ. Còn nếu anh em nào mà làm mà thấy lâu ấy, anh em không được bỏ nha anh em nhỉ. Tại vì khi chúng ta bỏ thì nó sẽ tính là chúng ta nhấp vào rồi ấy anh em ạ. Ok, thì bây giờ mình sẽ lướt sang số là rút về Momo nha anh em nhỉ. Thì đây anh em ạ, rút về Momo thì nó cũng chỉ có là min tối thiểu là 300 điểm và chúng ta sẽ nhận được là 20.000 lồng. Thì tội gì chúng ta không rút về cái này đúng không anh em? Còn thẻ cào với voucher kia là dành cho các bạn mà chưa có tài khoản Momo nhỉ. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ nhấn vào nha anh em nhỉ. Mình sẽ nhấn vào là mình sẽ rút là 300 điểm nha anh em nhỉ. Tại vì mình chưa đủ là 700 điểm anh em ạ. Mình sẽ nhấp vào. Ok, thì nó sẽ là có các điều khoản, điều kiện để anh em lồi thưởng thì anh em sẽ lọc qua cho mình nha mọi người nhỉ. Rồi anh em sẽ click vào chữ là lồi thưởng cho mình nhỉ. Sau khi lỗi thì anh em sẽ nhấp vào lỗi thưởng và nó sẽ load trang, anh em sẽ lợi nhỉ. Ok, thì sau khi là load trang thành công thì nó sẽ bắt chúng ta là nhập tên tài khoản Momo của chúng ta nha anh em nhỉ. Ô thứ nhất sẽ là tên, còn ô thứ hai sẽ là họ. Tức là họ thì anh em sẽ nhập là, ví dụ như anh em họ Nguyễn thì anh em sẽ nhập họ là Nguyễn, còn tên thì anh em sẽ nhập là Văn A nha anh em nhỉ. Anh em phải có là cả tên lệm vào nha anh em nhỉ. Sau khi nhấp vào thành công thì là anh em sẽ là click vào chữ gửi câu trả lời nha anh em nhỉ. Ok, thì nó sẽ báo là cảm ơn bạn đã đặt hàng và nó sẽ gửi một voucher về về là email cho chúng ta nha mọi người nhỉ. Ok, thì ngay lập tức mình đã nhận được là một cái thông báo từ ePay SOS eSay nha anh em nhỉ. Ok, thì anh em sẽ thấy một đường link màu xanh ở đây đúng không ạ? Anh em sẽ click vào cho mình nha mọi người nhỉ. Thì anh em có thể thấy là nó sẽ
có là họ cho chúng ta là lời quà nha anh em nhỉ. Anh em sẽ click vào chữ lời quà nha. Ok thì nó sẽ bắt chúng ta là nhập số điện thoại hai lần nha anh em nhỉ. Lưu ý thử cả hai này ô này đều là nhập số điện thoại chứ không phải là ô thứ hai là chúng ta nhập tên nha anh em nhỉ. Sau khi nhập thành công thì anh em sẽ click vào chữ là lời quà cho mình nha mọi người nhỉ. Lời quà nhỉ. Ok thì nó sẽ báo là nạp tiền thành công nha anh em nhỉ. Đây là nạp tiền vào tài khoản Momo của chúng ta nha mọi người nhỉ. Ok bây giờ mình sẽ quay lại ví Momo nè. Ok thì anh em có thể thấy là nhận tiền chi hộ cộng 20.000 đồng. Ok thì giao dịch thành công và số tiền này thì là cộng vào cho mình rồi nha mọi người nhỉ. Thì rút cực kỳ là uy tín nha anh em nhỉ. Ok bây giờ mình sẽ quay sang là liệm lá lên hay liệm lá trừ hay chưa nha anh em nhỉ. Ok thì anh em có thể thấy là số dư của mình là bị trừ là 300 điểm và mình là rút về ví Momo nha anh em nè. Số tiền là 20.000 đồng nha. Thì nếu anh em nào mà chưa tham gia con app này thì mình khuyên anh em là nên tham gia nha. Tại vì nó chỉ là hoàn toàn miễn phí và rút tiền thì khỏi phải bàn rồi anh em ạ, quá là nhanh. Ok thì đây là các cách kiếm tiền và cách rút tiền trên con app là IPSOS eSay nha anh em nhỉ. Thì anh em nào mà thấy video của mình hay và hữu ích hãy nhớ để lại cho mình xin một nút like, một nút đăng ký kênh để mình có nhiều động lực làm nhiều video nha. Rồi ok, rồi còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye mọi người. Vừa nãy mình lại là quên không quay cảnh quay random nên là bây giờ mình sẽ là đi quay random cho anh em nhỉ. Tại vì video lá lạt một anh em có thể thấy rõ trên màn hình là mình phải trao giải cho anh em thì anh em mới ủng hộ kênh của mình. Ok thì bây giờ mình sẽ là sao chép đường link và mình sẽ là đi quay random nhỉ. Ok bây giờ mình sẽ dán đường link vào nha mọi người nhỉ. Và mình sẽ lọc bình luận nhỉ. Thì ở video trước của mình thì có là 9 bình luận nha mọi người nhỉ. Ok bây giờ mình sẽ chọn ra bạn đầu tiên nhỉ. Bạn đầu tiên là bạn bạn này nhá. Bạn này là thấy được video của mình thì IP qua Telegram cho mình để nhận giải nhá. Ok bây giờ sẽ đến bạn thứ hai. Ok thì mình sẽ tiếp tục nhấn vào pick a winner nha mọi người nhá. Thì là bạn này nhá. Bạn là Huy Hoàng lẹp dai 205 thấy được video của mình thì IP qua Telegram cho mình để nhận giải nhá. Ok bây giờ sẽ đến bạn cuối cùng của giải và mình nói trước là nếu anh em nào mà trúng giải mà anh em không tham gia nhóm thì mình sẽ là không trao giải cho các bạn đâu nhá. Anh em phải chụp ảnh đầy đủ và nhắn tin qua Telegram cho mình để nhận giải nhá. Ok bây giờ sẽ đến bạn cuối cùng nhá. Ok thì bạn cuối cùng nhận được giải sẽ là bạn Trung Diêu Y 4K nhỉ. Bạn này thì hỏi là app còn uy tín thì mình trả lời bạn luôn là chắc chắn là vẫn còn uy tín nha mọi người nhá. Thì ok thì đây là bạn thứ ba cũng là bạn cuối cùng của giải. Ok thì mình sẽ kết thúc video tại đây nhỉ.